Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc ngày 20 tháng 9 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay lập miền Bắc trên kênh không có gì, mong anh chị em còn nghỉ. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày mai 20 tháng 9, còn bạch thủ mình dự đoán đó là cái con 46, song thủ mình dự đoán cái cặp 58-85. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai.